Một cái hành giả nhập vào pháp thiền siêu thế ở đây thì vị đó phải chứng được một trong bốn đạo quả: sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả. Thì nó vì nó phân tích những cái pháp chân đế, danh và sắc, vì đó thấy được cái tính vô thường khổ vô ngã của nó. Rồi vì đó thấy cái sanh sắc ấy nó diệt tận. Thì khi mà cái sanh sắc ấy nó diệt tận, nó không nguồn sinh trở lại, thì nó có một cái trạng thái tịch tĩnh, nặng nẽ, một cái trạng thái vô vi tuyệt đối, không có danh, không có sắc, không có sinh, không có diệt, không có hình dáng, không có màu sắc gì cả. Đó là một cái trạng thái tịch tĩnh nặng nề. Thì đó là cái trạng thái của thiền siêu thế. Tuy nhiên trong cái thiền siêu thế đấy, nó vẫn có các cái tâm hành, tức là các cái tâm nó bắt cái trạng thái niết bàn đấy làm đối tượng. Vậy thì cái tâm, trong cái tâm đấy nó vẫn tỏa sáng, không phải không? Vậy thì mặc dù vị đó trú trong thiền siêu thế, cái đối tượng mà vị đó đang an trú là cái sự tịch tĩnh nặng nề, không sinh không diệt, không màu sắc không hình tướng, thì đó là đối tượng. Nhưng mà cái tâm của vị đó đang bắt đối tượng đó là cái tâm hữu vi, là cái tâm sinh diệt, cho nên là nó vẫn sáng. Cho nên là trong cái lúc vị đó hành thiền, vị đó vẫn sáng, không phải là không sáng.